Hôm nay đi câu cá trong chòi nha, cảnh miền Tây. Xung quanh bốn bể là bờ. Đây là như mình đang ngồi làm mồi đây. Nãy có dính một con nhưng mà chưa kịp quay. Tao Nam mày giả con cá lên coi nha. Quay nha, khi nào dính rồi quay nha. Mình chỉ quay mấy cái cảnh dính thôi. Các bạn thấy ở đây, ở miền Tây sông nước thì rất là dễ sống. Có cái cần thôi, miếng mồi là cái vị nó quan cần nha. Đó, hay gặp kìa. Tuyệt vời. Đây là thanh niên câu cá của chúng ta. Mười tám tuổi, thần thủ 18 tuổi. Khi nào dính quay cho các bạn coi tiếp nha. Còn nữa. Ủa, ăn cơm tươi không rồi? Nó đơn giản vậy đó. Nhỏ thôi. Thằng Cam đứng lên để chụp cái ơi. Không, từ cái bự đi. Đây, em gọng lên thôi quá. Thôi tắt đi. Vừa mới đi quăng xuống cái là dính ngay. Rồi, một phát nữa rồi. Má dính góc này rồi. Cái này không biết dính góc hay là dính cá thôi. Ây da. Ây da. Vui vậy? Chúng cái tay. Dính góc rồi các bạn ơi. Trời ơi, đứt gì chứ mấy không? Xong thì cạn mò được. Mấy anh em đang chịu dở rồi. Cái này có 6 cân không? Suy nghĩ vậy? Má tốn chị quá luôn. Rồi giả đi, giả đi, giả đi, giả đi, giả đi, giả đi. Giả đi, giả đi. Rồi, con này chắc nhỏ rồi. Nhỏ. Ê, cũng to nha. Ê, cái chê. Ác vậy bạn. Thì tại bạn. Ê, em cam. Tấm này chụp đi, tấm này chụp đi. Lên đây. Ác đại một tuần nữa rồi. Cảm ơn cá chê. Đây, quay cá chê nha. Em này cũng được, trọng, đủ chơi. Đó này đủ mới về chiên hết bài rồi. Đây rất là dễ. Đây là mình câu ở trong cảnh đúng đậm chất miền Tây. Xung quanh là sông nước, cây cối, vườn tược, ruộng là bên kia. Này mình câu một cái chỗ rất là lý tưởng nha, rất là mát luôn. Hả? Mày đè xuống rồi. Chúng mở rồi nha, chúng mở rồi nha. Không biết em gì đây. Trời ơi, cá chim. Thì tôi mới có 10 giây à. Mẹ lại mất. Đó, đây, thanh niên ở đây. Một em cá chim. Không vẻ gì mà vui.
thôi chơi giải trí gì mà vui ghê trời. Cá ăn liên tục luôn. Thấy đây nhìn thấy nó nhỏ nhỏ rồi chứ có vỏ lắm nha. Như đây là đủ về hai anh em mình nay có được bữa cơm trưa rồi. Câu giải trí chơi vui thôi mà. Dính à. Trời ơi tuyệt vời quá, mình chưa kịp tắt cái này luôn là nó dính luôn rồi nè. Ây. Cá giò. Hay quá. Lỡ hàng các bạn. Đây, đây. Luôn. Thanh niên sát cá ngày hôm nay mới câu chút ép dính quá trời. Trên hình nó nhỏ thôi chứ ngoài nó cũng được lắm chứ nó không có nổi nhỏ. Một cái con sông mà lại sông nhỏ thôi chứ không phải sông lớn. Kia xe cộ. Rồi dịch khóa rồi, hết câu được rồi. Đâu dạ 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 đó coi coi. Thôi mới câu mà xíu ăn đi. Câu làm sao lưỡi nó dính vô cái bao. Lôi cái bao lên, dính, lôi bao lên. Cái dính, dính một cái. Đây với lại cái cái hồi nãy đi kéo rồi, cái gần đứt hồi nãy dính, dính cá theo luôn trời, ác thì chứ. Quán này đi, quán này đi, quán này về mà nó có nhiều cái vui nha. Cho lên bờ trước đi rồi tí hay gỡ nó, quan trọng gỡ kia trước đi. Mua đi, mua đi. Rồi. Đây nè, cái này mới vui nè. Đây. Cái lưỡi hồi nãy đứt lại dính với một con cá. Đù má cái kim ha. Má này này dây nãy gì mảnh lắm mà. Nhưng mà rất tiếc là mất chì. Ôi cứu được cái mani cũng được. Cái mani mắc hơn chị không ạ? Vẫn cứu được một chùm chùm nho. Lử răng. Mà mất hết cục chì. Tự nhiên mình lôi cái bao này vô cái dính luôn cá. Hài chứ. Đúng hài hước luôn. Hài cá nè. Bao nhiêu tổng còn gì không? Ờ, đủ mới đâu. Bao nó cũng khá là dài nè. Rồi thằng em mình nó bắt luôn. Cá này tới số rồi. Cá này tới số, đáng lẽ nó thoát rồi đó mà sao nó tới số nó xui. Không mà nó mắc cạn vậy không mấy nó cũng chết à. Chơi chơi vui vui gì mà thấy dính nó cũng vui quá nha. Dính nó cũng nhiều nữa. Đây em mini thay nha, mới em mini mới vừa dính mộng hay là dở lên tới rồi mới hay dính đi. Dính tắt đi. À, đang câu gặp cảnh này cái muốn nản như trời. Dứt nó, dứt nó, dứt nó. Dính rồi đó, dính rồi đó, căng rồi đó, căng rồi, căng rồi, căng rồi. Dứt. Cái đầu mày đã lại móc cái lưỡi vô đây nè. Ủa vậy hả? Tắt đây, tắt đây, ở đây. 6 phút sau đi.
Thì quá. Lại dính nữa rồi. Coi to nhỏ đây. Mini. Em này mini. Mini mà có người đặt ham ăn ha. Cái vô mini. Ở đây có vẻ ổn. Bạn nào thích cái video giải trí này thì nhớ like nha, nhấn subscribe và kích vào cái chuông để theo dõi anh em mình nha. Còn bạn nào mà có sở thích chung thì có thể giao lưu. Mình có để cái đường link Facebook ở bên dưới nha. Cái gì click vào thì inbox thì giao lưu. Hẹn nhau buổi nào đó rồi mình đi câu cá chung, mình cũng có nhiều địa điểm câu cũng hấp dẫn lắm. Đây là cái nhà đá vườn rồi, các bạn cứ yên tâm. Cái câu mà gặp cảnh về cái cũng trời đó kìa. Các bạn nào thích thì có thể giao lưu với anh em mình. Hãy subscribe.